Man City giằng co với Real Madrid trong mưa siêu phẩm. Giúp Bayern Munich thêm một lần ám ảnh Arsenal. Avilai gọi Ronaldo là ngôi sao trên võ đài. Câu lạc bộ Công an Hà Nội quan tâm đến tiền vệ Hoàng Đức. Real Madrid và Man City níu chân nhau trong bữa tiệc bàn thắng. Real Madrid tiếp đón Man City là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết Champions League. Bernardo Silva là người sớm gia tăng gia vị cho trận đấu khi ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gây bất ngờ với cú sút phạt thẳng và thủ thành Lunin không thể cứu thua. Đội chủ nhà không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ hòa. Phút thứ 12, Camavinga quyết định tạo đột biến với cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng được người Diaz đổi hướng và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ortega. Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Real Madrid có bàn thắng thứ hai chỉ vài phút sau đó nhờ công của Rodrigo. Nửa đầu hiệp 2, Man City vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lunin. Đúng vào lúc đội khách bế tắc nhất, Phil Foden đã lên tiếng, tiền vệ người Anh lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm để gỡ hòa hai đều. Phút thứ 71, Gadiot khiến tất cả ngỡ ngàng với cú cứa lòng đẳng cấp giúp Man City lại vượt lên dẫn trước. Tới lúc này, huấn luyện viên Ancelotti buộc phải đưa ra những sự thay đổi và có hiệu quả ngay lập tức. Lão tướng Modric là người phát động tấn công, Vinicius tạt bóng và Van Vede đã có pha bắt vô lề miễn chê để cân bằng tỷ số 3 đều. Ngay sau đó, Bellingham có cơ hội đáng tiếc, cầu thủ này đã không tận dụng được. Chung cuộc, hai đội hòa nhau trong trận cầu 6 bàn thắng. Tranh cãi Arsenal hai lần bị từ chối penalty, bất lợi lớn trước Bayern Munich ở cúp C1. Phút thứ 64, trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League, Kai Havertz đã ngã trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với De Ligt. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không cho pháo thủ hưởng quả phạt đền vì xác định tác động của De Ligt là chưa đủ để bị thổi phạt. Tranh cãi chỉ thực sự nổ ra vào những phút bù giờ. Bukayo Saka đột phá vào vùng cấm rồi ngã sau tình huống va chạm với Manuel Neuer. Video làm chậm chỉ rõ thủ môn của Bayern đã ngang chân Saka. Tuy nhiên, trọng tài chính lại từ chối tham khảo VAR và thổi còi hết giờ. Sau trận đấu, Saka nổi giận và chạy về phía trọng tài chính nhưng đã được một thành viên ban huấn luyện ngăn lại. Nếu đó là một quả phạt đền, Arsenal sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu đánh bại Bayern Munich sau 9 năm. Câu lạc bộ Al-Hilal gọi Ronaldo là ngôi sao trên võ đài. Câu lạc bộ số 1 châu Á Al-Hilal đã đăng lên mạng xã hội video về những động tác giống võ thuật của Ronaldo thực hiện với đối thủ trên sân bóng. Video của Al-Hilal trên TikTok dài 19 giây chứa đồng thời hai pha phạm lỗi của Ronaldo trong màu áo câu lạc bộ Al-Nassr. Ở trên là tình huống anh khóa cổ rồi cuột ngã tiền vệ Gustavo Quela khi Al-Nassr thua Al-Hilal 0-2 ở Saudi Pro League vào tháng 4 năm ngoái. Ở dưới là pha đánh cù trỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha trước trung vệ Ali Al-Bulahi trong trận Al-Nassr thua Al-Hilal 1-2 tại bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Al-Hilal viết lời bình cho video bằng tiếng Ả Rập: ngôi sao trên võ đài ở mọi trận đấu, kèm theo biểu tượng găng tay đấm bốc. Sau đó họ viết thêm một câu tiếng Anh: thêm một trận đấu, thêm một cú đấm. Nhạc nền của video cũng thường được dùng trong trận đấu vật biểu diễn. Nhạc nền của video cũng thường được dùng trong đấu vật biểu diễn WWE. Video được đăng vài tiếng sau khi thủ quân của Al-Nassr dùng khuỷu tay thúc vào người Bulahi. Khi trung vệ của Al-Hilal lao tới tranh quả ném biên ở phút thứ 86, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp. Dù trước đó, Ronaldo cũng đã nhận phải một thẻ vàng vì lỗi phản ứng cuối hiệp 1. Đây là thẻ đỏ đầu tiên mà siêu sao người Bồ Đào Nha phải nhận trong 6 năm qua, kể từ thời còn khoác áo Real Madrid. Trên đường rời sân sau khi bị đuổi, Ronaldo tiếp tục bị khán giả khiêu khích với những tiếng hô tên của Messi. Đáp lại, anh chỉ tay về phía trọng tài rồi vỗ tay giơ ngón cái lên với 10 người còn lại. Al-Nassr ghi được một bàn nhưng vẫn nhận thất bại 1-2 và bị loại khỏi siêu cúp Saudi. U23 Việt Nam luyện chiêu tủ chờ đấu Jordan. U23 Việt Nam có buổi luyện quân trên sân của Đại học Qatar vào chiều ngày 9 tháng 4. Đây là nơi diễn ra trận giao hữu với U23 Jordan vào tối nay 10 tháng 4. Cầu đỏ sức mang tính tổng duyệt trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiến hành chốt danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ đều nỗ lực để thể hiện rất tốt yêu cầu của ban huấn luyện trong mỗi bài tập, đặc biệt là nội dung chia đội đá đối kháng khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mỗi người vào đúng vị trí sở trường. Những miếng đánh quen thuộc được U23 Việt Nam rèn kỹ.
Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam. Điều này buộc các cầu thủ phải sớm có sự điều chỉnh về giờ giấc sinh hoạt do thay đổi nhịp sinh học. Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Jordan được hai đội thống nhất đá kín nhằm giấu bài cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Mỗi đội có 3 sự thay đổi người. Nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa, hai đội tổ chức thi đấu luân lưu để rèn luyện thêm tâm lý, bản lĩnh cho các cầu thủ. Do ngày diễn ra trận đấu vẫn nằm trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, nên cuộc đọ sức này lăn bóng vào lúc 21 giờ địa phương, tức là khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội quan tâm đến tiền vệ Hoàng Đức. Sau khi biết thông tin tiền vệ Hoàng Đức chuẩn bị hết hợp đồng với câu lạc bộ Thể Công Viettel, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tính toán với việc chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, Hoàng Đức sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ Thể Công Viettel vào ngày 11 tháng 1 năm 2025. Chính vì vậy, tiền vệ tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự do đàm phán với các đội bóng khác từ ngày 11 tháng 7, tức là 6 tháng trước đó. Ngay sau khi xuất hiện thông tin về việc các đội bóng Thái Lan đang trèo kéo Hoàng Đức bằng mức đãi ngộ rất tốt, đội đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội mới đây cũng nhảy vào cuộc đua để giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 1998. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn có chữ ký của Hoàng Đức với bản hợp đồng dự kiến là 3 năm. Đội bóng này cũng đưa ra mức chi phí khủng và nhiều chế độ khác thuộc top cao nhất của V-League cho Hoàng Đức nếu cầu thủ này đồng ý. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang được ban lãnh đạo Công an Hà Nội lên kế hoạch cụ thể để đàm phán trong thời gian tới. Nhiều khả năng khi mùa giải V-League năm nay kết thúc, hai bên sẽ ngồi lại với nhau.